Tao tới rồi. Mày có đúng hẹn đó. Đứa nào mà bước vô thì nghỉ khỏi cái chùa Thiên Phong nha. Hai cô học lớp này nữa. Ngộ ha. Chân này là của người ta, người ta muốn đi đâu là tùy người ta chứ. Trừ khi á mà nó bị đau thì nó mới không đi theo nữa. Ây da. Ây da.